Xin chào các bạn tới ITP Club Channel. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn và các anh chị về ba cái cổ phiếu, đó là DG, RCO là 14. Thì ba cái cổ phiếu này coi chúng ta sẽ nó về tới đâu thì mới có thể là dừng rơi được, đúng không? Vì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này đó là một trong những cái, cũng gọi là trong những cái siêu cổ phiếu trong cái thời gian trước, đúng không? Nhưng khi siêu cổ phiếu này nó rơi thì như vậy thì em thấy là với cái tốc độ rơi thì nó rơi liên tục như vậy, thì những người vào bắt đáy, những người mua nắm giữ dài hạn hay ở những cái vùng phía trên thì như vậy thì mình thấy là cực kỳ nguy hiểm ha. Đó, vì như vậy nếu các bạn thấy là như vậy thì sẽ mang lại cái rủi ro cho cái tài khoản của chúng ta rất lớn. Và khi mà bán tháo như này thì thấy là đây là một trong những cái việc hiện tượng conversion đó các bạn, đúng không? Hiện tượng conversion với những cái cổ phiếu và những cái sự bán tháo đối với, gọi là trên diện rộng đối với cổ phiếu này. Rồi thì để chia sẻ cho các bạn về các cổ phiếu trên thì mình cũng mong muốn là chia sẻ cho các bạn và các anh chị về chỉ số của các dòng bất động sản. Thì ở đây là một cái chỉ số bất động sản, ở đây thì chúng ta nói lên rất là nhiều điều, đúng không? Thì ở đây thì các bạn thấy là, các anh chị các bạn thấy là liên tục có những cái nến rút chân, trong những cái nến rút chân nhưng nó vẫn đi xuống như này. Thì ở đây thì chúng ta thấy là nó là những cái nhóm ngành đại diện cho cái nhóm ngành này, cho nên là mình thấy là về cái mặt dài hạn, đúng không? Đó, cái mặt dài hạn thì đối với cái dòng này nó đang có một cái sự điều chỉnh, và chúng thấy là cái vùng cân bằng ở cái vùng cân bằng hướng đến cho cái dòng này thì chúng ta thấy là nó có khả năng test lại ở cái vùng đỉnh này, được không? Mình thấy là sau khi vượt đỉnh xong thì trong một cái khoảng thời gian đó nó vẫn có thể quay trở về test đỉnh này, và cái vùng hỗ trợ chúng ta là rơi vào ở khu vực 97 và xa hơn đó là khu vực 90. Thì chúng ta cũng không loại trừ là test đỉnh, nhưng mà test đỉnh thì nhưng mà nó vẫn gọi là chỉnh về là những cái hỗ trợ như thế này ha, đối với lại cái dòng bất động sản đó. Thì cho nên là các bạn và các anh chị lưu tâm ở cái đoạn này thôi. Rồi như vậy sau khi mà chia sẻ xong thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn và các anh chị về cổ phiếu DG. Như vậy thì chúng ta thấy nhận diện rõ là cái dòng bất động sản vẫn có thể bị điều chỉnh. Rồi đối với G thì hiện nay là đây là một cổ phiếu gọi là, nếu mà nhìn trong một cái đường dài thì ở đây thì đây là những cổ phiếu chạy một cái cú nước rút chạy rất là nhanh, 3 tháng liên tục, bạn thấy không? Nó trong 3 tháng liên tục chạy rất là nhanh, thì mình thấy nghĩa là không tăng, không phải 3 tháng mà tăng trong những cái tháng trước rồi đó, trong cả năm trước rồi, nhưng mà nó không tăng quá mạnh nhưng nó chạy bứt tốc cái 3 tháng cuối cùng này đó, rất mạnh ha. Nhưng sau đó nó bị điều chỉnh ở cái tháng 1 đó, tháng 1 đầu năm này, tháng 1 bứt phá ra khỏi vùng 120 và bị điều chỉnh rất là sâu. Còn điều chỉnh nữa hay không các bạn, còn điều chỉnh nữa hay không thì mình thấy là vẫn có khả năng bị điều chỉnh thêm. Vì chúng ta thấy là về cổ phiếu này, đây là một cái vùng đỉnh nè, vùng đỉnh lịch sử của nó, đúng không? Thì khi nó lên đỉnh, lên cái vùng đỉnh lịch sử này bạn, đúng không? Thì đây mình vẽ ngang cho các bạn cũng nhìn thấy, đây là cái đỉnh lịch sử của cổ phiếu này, rơi vào ở khu vực 28, đúng không? Thì khi nó lên đỉnh lịch sử, nó bị điều chỉnh trở lại và nó tích lũy ở quanh cái vùng này. Sau đó nó mới có một cú breakout rất mạnh, bạn thấy breakout xong nó cũng bị điều chỉnh trở lại và nó sau đó nó sẽ bứt phá tăng tốc rất là mạnh đối với lại cổ phiếu DG này, đúng không? Đó thì các bạn thấy là những cái cổ phiếu vượt đỉnh lịch sử sau đó nó sẽ bị điều chỉnh và nó sẽ tăng rất mạnh sau đó. Thì như vậy thì các bạn nhìn về lịch sử cũng đã thấy rồi đó, lịch sử thì các bạn nhìn vào cái cây này thì đây là một cái pre-test nè, đó, vượt đỉnh breakout rồi, đúng không? Gọi là chúng thấy là vượt nền ở cái vực này và nó phóng lên rất là xa, đó, vượt nền này các bạn, đúng không? Vượt nền này sau đó nó phóng đi rất là xa. Thì như vậy thì chúng thấy là mình vẽ ra đây thì nó sẽ có một cái đỉnh ở cái vùng này, có nghĩa là ở đây là cái nền của DG trong cái vùng nền này, thì cho nên là mình thấy là nó sẽ có một cái biên độ dao động loanh quanh ở khu vực
mình thấy xa đấy mày nó, thì cho nên là nó sẽ về đâu đó ít nhất là khu vực từ 25, thì có nghĩa là chúng ta thấy từ 27 này, 28 này đúng không, 28 này về tới tận 21, đó là một cái biên độ dao động đó. Và xét về khối lượng và những cái xét về những cái tâm lý này thì đây là những cái cổ phiếu đầu cơ rất lớn, thì chúng ta thấy là gần như là nó cũng bị hoảng loạn cực kỳ lớn ha, mình thấy không, đây là hoảng loạn lớn rồi nó hồi phục, nhưng ở đây bắt đầu là sẽ bắt đầu lớn hơn cả bên này luôn, và những cái tâm lý ở đây rất lớn đúng không. Thì như vậy thì mình vẫn có thể là nhìn thấy, nhìn nhận thấy DG ta sẽ có một cú hồi ở đâu đó ở quanh khu vực này đó, thì cho nên là các bạn nào ở đây thì nó cũng khá là gần rồi đúng không, khá là gần rồi. Và cái nền xa hơn các bạn thấy DG nó có đâu nữa, mà đây một cái nền rất xa ở quanh cái vùng giá 10 đúng không. Thì cho nên là các bạn thấy đoạn này nha, tại vì chúng ta thấy đoạn này các bạn cũng kỳ vọng là tới, nhìn thấy thì chúng ta thấy là ở kỳ vọng ở cái vùng này nó sẽ dừng đúng không bạn, nhưng không đâu bạn, mình thấy là ở đây nó sẽ có những cái sự rung lắc rồi nó sẽ có hồi lên, nó hồi lên một tí thôi và nó vẫn có thể đạp về tầm ở cái vùng giá này. Cho nên là các bạn cần lưu ý đối với là cổ phiếu DG đúng không, vì cái nền bản chất của cổ phiếu này á, các bạn thấy là như thế nào, có nghĩa là các bạn thấy bản chất của cổ phiếu này là gì đó, thì có nghĩa là nó tăng cũng như là tăng đối xứng đó các bạn, có nghĩa là tăng như thế nào thì nó giảm như thế đó thôi. Thì cho nên là trước tiên thì các bạn nào mà đang nắm giữ đối với cổ phiếu DG này đúng không đó, thì bây giờ mình biết là mọi người đang nắm cổ phiếu này quá lỗ rồi đó. Thì lúc trước thì mình cũng có chia sẻ mọi người bắt đáy cổ phiếu này, tại vì những cái cú bắt đáy lần đầu tiên tại vì nó tăng quá nóng, tại vì này mình thấy dòng tiền nó vẫn còn rất lớn đây đó, người ta sẽ dồn lực để vào bắt đáy và sau đó mình thấy nó hồi phục không, nó hồi phục thì mình cũng đã thấy được những cái vùng kháng cự đây nè đó, thì mình chốt lời đây thôi các bạn, mình không có tham. Mình nghĩ là các bạn nghĩ tăng ở đây là cũng ăn được khoảng 50%, từ 60 lên 90 là nó cũng ăn 50% rồi, cho nên là với kỳ vọng mình không quá lớn đối với cổ phiếu này đó, thấy là nó cũng tăng thêm một đoạn nữa rồi. Tới đây nó tích lũy ra, nó cũng tăng một đoạn rồi, nó bị điều chỉnh giảm rất mạnh đó. Thì ở đây thì mình cũng chia sẻ mọi người, nếu bạn nào giữ được thì tới đây những cái vùng gần đỉnh này cũng nên chốt này đúng không đó, hoặc là các bạn thấy các bạn không chốt mà nó mất qua những cái vùng sâu 77 này nè, đó là mình sẽ bán ngay, tại vì các bạn thấy khi mà điều chỉnh xong nó quay về đây là khả năng nó sẽ bị suy phá đó. Những cái gì tin cậy nhất chỉ lần đầu tiên thôi, càng như chúng ta thấy là càng đánh đấm càng càng nhiều lần thì lòng vùng đó nó sẽ yếu dần đúng không, giống như cổ phiếu vậy thôi. Thì đó khả năng bạn thấy nhìn ở đây thì tưởng là tạo đáy nhưng thật ra sau đó nó sẽ xuyên thủng, tự nhiên các bạn thấy nhìn ở đây ha, thì ở đây thì bạn thấy là vùng giao dịch rất nhiều đây đó, thì khả năng thì chúng ta thấy là nó là một cái vùng mà sau đó nó rất ăn, thì các bạn thấy là những cái vùng này không biết người ta chốt lời này hay chưa, nhưng mà về đây thì những người trao đổi giao dịch ở đây thì thấy không, những người thoát ra hàng rất lớn nè đó, ở đây nha, ở đây thì cũng có một cái lượng mua bán rất lớn đó, lượng mua bán rất lớn thì có khả năng thì nó có thể giảm một đoạn nữa rồi nó sẽ dừng rơi, nhưng sau đó nó sẽ hồi, mình thấy là nó có thể hồi hồi rồi nó sẽ rung lắc cũng không được bao nhiêu, nó sẽ giảm tiếp. Cho nên đối với cổ phiếu này thì các bạn cố gắng đừng tham gia, mình thấy là đừng cố gắng đừng tham gia, trừ khi mà các bạn mà suy nghĩ tới cái việc dài hạn á, trừ khi nó phải về cái nền 10 nó nên giảm 10 bạn hãy tham gia, đó là cái mà mình thấy được cho các bạn về cổ phiếu DG. Mình nay đây mình không chim lợn nha bạn, nhưng mình thấy được thì mình sẽ chia sẻ cho bạn đúng không, bạn đồng ý không, bạn đồng ý với mình là ở đây nó không có hỗ trợ gì hết của DG đúng không? Không có cái hỗ trợ gì hết DG, chỉ có một cái may nó tương đối thôi đó, cái may tương đối này thôi, thì cho nên là mình thấy là nó sẽ rơi về đâu đó ở những cái vùng giá như thế này đúng không, những cái vùng giá loanh quanh ở khu vực này, ở những cái vùng nền rất thấp, bạn thấy là những cái cổ phiếu như thế này thì nó sẽ rơi như vậy ha. Rồi CEO vậy đúng không, bạn thấy CEO này, đây cổ phiếu mà bạn cũng không tưởng là nó sẽ tăng cực kỳ mạnh khi nó break ra khỏi cái vùng giá như thế này ha, đó thấy không, đây là tới những cái vùng đỉnh nè, nó phóng đi một cái nó chạy rất ghê trong tầm cũng 2-3 tháng thôi, như cổ phiếu DG thôi. Bạn có nghĩ là từ cổ phiếu giá từ vùng giá 10 mà nó đã tăng lên 100 đâu, đúng không? Đâu có ai nghĩ nó tăng trong vòng 2-3 tháng mà tăng lên 100 đâu bạn, chưa hề thì cho nên bạn thấy là tăng như thế nào thì nó cũng sẽ giảm như vậy thôi, tại vì bạn thấy không, gần như ở cái chỗ những cái vùng này nó không có thanh khoản đó, nhưng cái vùng này thanh khoản rất lớn nè bạn
Thấy không, thanh khoản rất lớn thì dù tăng mà nó vẫn rất lớn, thì bạn cũng thấy được là nhà đầu tư đu bám vào những cổ phiếu này cũng rất lớn ở cái vùng này. Thì cho nên là khi mà giảm thì nó cũng sẽ giảm tương xứng như vậy thôi. Đó, thì mình chỉ thấy là cái vùng này là vùng giao dịch nhiều, thì mình thiết nghĩ là trong giai đoạn này nó về vùng giá 10 thôi. Đó. Còn ở đây thì bạn thấy không, đâu có cái hỗ trợ gì đối với cổ phiếu này đâu. Đó, thì tăng làm sao thì nó sẽ trả về như vậy thôi bạn. Đó, giai đoạn trước các bạn thấy là thị trường nóng, thị trường đầu cơ, thì khi thị trường những cái cổ phiếu tăng nóng thì nó cũng sẽ tăng nóng theo, và khả năng thì sau này mình lại sợ là một cái thôi, là khi mà đâm xuống đây thì nó có thể xuyên qua cái vùng này và giảm sâu hơn luôn các bạn. Đó, cái điều mà ta lo lắng nhất là cái điều đó. Đó. Đó, và như là 14 vậy, bạn thấy là 14 không? Đâu có gì đâu, nó y như cổ phiếu CEO thôi. Ở DG giống, rất giống nhau, bạn thấy nhìn lại ba cổ phiếu này nó y chang như nhau thôi. Đúng không? Nằm ở chỗ cái mây dày rồi nó tiếp tục đi, đúng không? Đó, DG này cũng vậy. Đó, bạn thấy L14 nè, nó cũng nằm ở cái vùng mây dày này rồi đi xuống. Cả ba cổ phiếu này nó rất giống nhau. Như vậy thì bạn thấy là với cổ phiếu L14 này nhiều khi bạn thấy là nó lại về những cái vùng nền giao dịch này nha các bạn. Những cái vùng này thì ở đây bạn thấy mới có là những cái hỗ trợ của nó dưới những cái vùng giá mức ở dưới đây nè. Đó, 85 này cũng chưa phải đâu nha bạn. Đó, những cái vùng nền 85 này cũng chưa chắc là an toàn. Thì trong dài hạn thì các bạn thấy là nó giao dịch nhiều ở loanh quanh ở khu vực 22 chính xác là 22, và ở đây nè, và khu vực 48 50 này bạn, đúng không? Mình thấy là cái chỗ màu đen này, mình thấy đây là cái vùng giao dịch nhiều, là cái vùng loanh quanh đây. Nhưng mà cái vùng giao dịch nhiều hơn của nó là 22 24 này nè. Đó, tầm ở quanh cái vùng 20 cho tới vùng 24 này. Như vậy các bạn cần lưu ý ha. Đó, các bạn thấy không? Thì những người ở đây thì bạn thấy là trong những cái đoạn này có thanh khoản đâu bạn. Đó, những cái đoạn này thanh khoản cực kỳ lớn nha bạn. Được không? Bạn thấy á, đối với những cái cổ phiếu này thì đoạn này thì nhà đầu tư vào đu bám đối với cổ phiếu này rất nhiều, cho nên là chúng thấy là khi mà dòng tiền mà thoát ra khỏi, gọi là chịu không nổi nữa cắt lỗ, thì gần như mình thấy là sẽ cắm rất sâu vậy đó, xuyên phá qua chỗ có giao dịch nhiều luôn, nó sẽ đi 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 xuống rất sâu. Cho nên là mình hiển nhiên là như tại sao mình phân tích với bạn một cái dòng bất động sản, thì trong những cái dòng bất động sản này thì bạn vẫn có thể bị điều chỉnh tiếp, đúng không? Vẫn có thể điều chỉnh tiếp, và đặc biệt những cái cổ phiếu này thì nó vẫn có thể điều chỉnh sâu hơn rất nhiều nha bạn. Đó, mình đừng nghĩ cái vùng giao dịch nhiều là nó sẽ giữ an toàn đâu, không có. Trong cái đợt những cái đợt mà giảm này thì như hòn tuyết lăn thôi. Đó, nó lăn một cái là càng ngày càng to và xuyên phá qua hết tất cả những cái gì mà chúng ta thấy tưởng tượng được đó, thì cực kỳ nguy hiểm. Đó, thì đây là thể hiện cho một cái sự quả tháo khi mà không như kỳ vọng của nhà đầu tư. Các bạn thấy là như ở đây vùng này giảm như này thì gần như là có những kỳ vọng, thì người ta vẫn tưởng là thị trường hồi phục, đúng không? Thì nó hồi phục chung lên rất nhiều, thấy nó giao dịch rất nhiều ở đây, thì khi mà thoát ra những người nhà đầu tư cũng quay lại cắt lỗ rất lớn rồi, CEO này rồi DG này, thấy không, giảm liên tục như này thì nhà đầu tư cắt lỗ và bị bán tháo ở đây rất nhiều, cực kỳ nhiều luôn rồi đó. Và hôm nay là những nằm sàn như thế này thì hên là vẫn có thanh khoản vậy, hên là vẫn có lực đỡ. Ok, thì đây thì mình cũng chia sẻ cho các bạn về ba cổ phiếu này đó, thì các bạn cần lưu ý và lưu tâm. Thì cho nên là các bạn nào đang nắm giữ với cổ phiếu này thì cũng lưu ý một tí ha, mình không phải là chim lợn gì hết, nhưng mà mình có cái góc nhìn để chia sẻ cho các anh chị và các bạn, để các bạn mà đang có thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào đó. Khi mà xuyên phá như này các bạn đừng kỳ vọng nhiều nữa nha đó, không kỳ vọng nhiều nữa. Mình thấy chỉ hồi lên là có nên hay không, đó là quyết định của các bạn và các anh chị nha. Rồi, chúc các bạn và các anh chị đầu tư may mắn và thành công đó. Thì nếu mà dài hạn thì các bạn phải cần bình tĩnh hơn, mua ở vùng giá nào thì được nhất đó, thì mình để mình chia sẻ với mọi người đó. Còn những cái vùng trên này thì chúng ta nói về đầu tư dài hạn thì gần như không có rồi, lỗ 50% dài hạn còn phải cắt luôn các bạn, nó làm sao không cắt được. Rồi, các bạn nào thấy hay thì nhớ like, nhớ share giúp Bình, cũng như là có thể làm đăng ký mở tài khoản ở Bình ở SI nha, với cái ID 1791, với cái đang chạy trên màn hình hoặc dưới cái phần mô tả thì có
những cái thông tin, hoặc là các anh chị có thể là join vào những cái room mà mình chia sẻ ở dưới nha, ở dưới. Rồi, cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Chúc các bạn và các anh chị vui vẻ hơn, bình tĩnh hơn để giải quyết những cái hành động làm sao cho hợp lý đó. Được, đừng quá bi quan, đúng không? Đừng quá bi quan. Còn tiền là còn cơ hội thôi các bạn. Dù ít dù nhiều cũng được. Đó, miễn sao là chúng ta trải qua để chúng ta rút ra được nhiều kinh nghiệm gì thôi. Rồi, chúc các bạn và các anh chị đầu tư may mắn nha. Bye bye, hẹn gặp lại.